giải mã bí ẩn kinh ngạc dưới đáy đại dương mà có thể bạn chưa hề hay biết. Bạn có biết không, ẩn sâu trong lòng đại dương rộng lớn vẫn còn chứa đựng vô số bí ẩn mà cho đến nay con người vẫn chưa thể khám phá hoặc chưa có lời giải đáp. Tại một vùng biển ở Indonesia, một nhóm thám hiểm đã phát hiện ra một loài vật vô cùng quý hiếm bị nhốt trong chiếc lồng trong tình trạng rất tồi tệ. Đuôi chú cá mẹ bị xích bằng sợi dây thừng với các vết thương và nó có vẻ rất đau đớn. Vậy thì đó là loài nào? Tại sao họ lại làm như vậy? Và dưới đại dương sâu thẳm còn có vô vàn những câu chuyện ly kỳ nào? Hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nhé! Chú cá bị xiềng xích dưới biển. Một nhóm thợ lặn đã rất là bức xúc khi trong một lần khám phá thám hiểm vùng biển Kogoya, ngoài khơi North Maluku, Indonesia, họ phát hiện ra dưới đáy biển này là một loạt những chiếc lồng, bên trong có hai con cá cúi, một con cá mẹ và một con cá con. Và điều gây phẫn nộ chính là điều kiện của những chiếc lồng này rất chi là tồi tệ. Đuôi chú cá mẹ bị xích bằng sợi dây thừng lớn nên nó không thể di chuyển được. Sợi dây thừng đang mòn và bắt đầu rách. Các vết thương trên đuôi của con cá cúi khá nặng và nó có vẻ rất đau và có lẽ đã ở trong lồng khá nhiều tuần rồi. Theo ông Lim, người trong nhóm thám hiểm cho biết rằng con cá cúi bị một người dân địa phương nhốt lại để phục vụ cho các hoạt động du lịch. Loài cá cúi hay còn gọi là bò biển là loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng. Các thợ lặn đã yêu cầu anh ta giải phóng sinh vật tội nghiệp này. Người đàn ông này ban đầu từ chối nhưng sau đó được thuyết phục nên cũng đã đồng ý. Ngày hôm sau, các thành viên nhóm thợ lặn cảm thấy lời hứa của người đàn ông kia không đáng tin lắm, cho nên họ đã đến đó để ghi hình tình huống và đăng hình ảnh lên khắp các phương tiện truyền thông xã hội. Điều này đã thu hút rất nhiều người quan tâm và chỉ một hôm sau đó thì các nhà chức trách bảo vệ động vật hoang dã đã đến và thấy chúng vẫn bị mắc kẹt trong chuồng. Phải đến tận lúc chính quyền ép buộc, anh ta mới thả chú cá tội nghiệp này ra. Phát hiện UFO của người ngoài hành tinh dưới biển Baltic. Vào năm 2011, các chuyên gia công bố một phát hiện đáng kinh ngạc, đó là một vật thể trông giống UFO được tìm thấy ở dưới đáy biển Baltic, khiến giới chuyên gia không khỏi tò mò. Nguyên do là bởi vật thể bí ẩn trên có hình dáng khá đặc biệt. Vật thể này có hình tròn, chiều dài khoảng 60m và dài 4m. Khi những hình ảnh về vật thể lạ này được công bố, một số người cho rằng nó khá giống tàu vũ trụ. Con tàu Millennium Falcon trong bộ phim điện ảnh bom tấn chiến tranh giữa các vì sao thứ hai. Từ đây thì một số người đã cho rằng vật thể lạ dưới đáy biển trên rất có thể là UFO của người ngoài hành tinh. Không chỉ có hình dáng giống UFO, thế nhưng vật thể bí ẩn dưới đáy biển Baltic còn xảy ra hiện tượng lạ lùng. Đó là khi các thợ lặn tiến gần vật thể lạ để quay phim thì nhiều thiết bị công nghệ bất ngờ dừng hoạt động. Các chuyên gia cố gắng khắc phục tình huống trên nhưng đều không thành công. Trước sự việc kỳ lạ này, một số chuyên gia thực hiện nghiên cứu nhằm giải mã bí ẩn về nguồn gốc cũng như hiện tượng bí ẩn xảy đến tại vật thể trên. Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Stockholm cho rằng vật thể lạ này là lớp trầm tích băng hà còn sót lại từ kỷ băng hà hàng chục nghìn năm về trước và được hình thành tự nhiên chứ không có mối liên hệ nào với người ngoài hành tinh. Dù vậy, lời giải thích này không được nhiều người ủng hộ, do đó một số chuyên gia tiếp tục nghiên cứu vật thể lạ trên nhằm giải mã những bí ẩn về nó. Mặc dù vậy thì đến năm 2020, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi đoàn khảo cổ Niklas Eriksson đã tiếp tục cuộc thám hiểm và nghiên cứu. Qua đó thì họ xác định rằng đây là một con tàu đắm trong trạng thái đáng sợ, nguyên vẹn một cách bí hiểm dù đã chìm tận 400 năm. Theo nhà khảo cổ Martin Mandes từ cơ quan di sản văn hóa Hà Lan, các chi tiết trên tàu ma nguyên vẹn đến nỗi họ đã nhanh chóng thu thập thông tin từ nó. Sau khi thu thập thông tin thì người ta phát hiện rằng con tàu ma có tên là Thiên Nga Swan đóng vào năm 1636, vẫn còn nguyên quốc huy Hà Lan. Nhiều dòng chữ chạm khắc thậm chí cung cấp cho nhóm khảo cổ tên đầy đủ của thủy thủ đoàn. Nguyên nhân xác con tàu còn nguyên vẹn đến đáng sợ dù bị đắm đã gần 400 năm được cho là nằm ở biển Baltic, một vùng biển với những điều kiện tuyệt vời về dòng chảy, độ mặn và các tính chất khác của nước, nổi tiếng với khả năng bảo tồn những vật thể bị chìm. Loài sinh vật quý có giá cực đắt dưới đáy biển. Nhân sâm biển có giá 81 triệu đồng một cân. 81 triệu đồng một cân. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ nhân sâm này có gì đặc biệt mà lại đắt đến như vậy. Thực ra gọi là nhân sâm bởi vì nó đắt thôi. Thực chất đây là loài hải sâm hay còn gọi là dưa chuột biển. Được biết thì hải sâm rất đa dạng về kích thước, màu sắc, hình dạng và cả môi trường sống của chúng. Có khoảng 1.250 loài hải sâm đã được biết đến. Sở dĩ hải sâm được săn lùng và có giá rất đắt là vì chúng được ví như là nhân sâm biển, có giá trị dinh dưỡng và y học cao. Về mặt giải phẫu, hải sâm là một sinh vật khá kỳ lạ khi không có cơ quan di chuyển, không có mắt mà chỉ có miệng cùng một lỗ hậu môn nên rất khó phân biệt đầu và đuôi của nó. Thân hình hải sâm dài và có lông, cùng với đó cũng có xương nằm ngay dưới da. Quanh miệng của hải sâm có các xúc tu ngắn giúp chúng lấy thức ăn. Chúng ăn xác chết ở dưới đáy biển và các loài phù du, có thể ví hải sâm như nhân viên vệ sinh cần mẫn giúp làm sạch đại dương.
Như đã nói ở trên thì hải sâm có giá trị rất cao và được săn lùng giống như là nhân sâm dưới đáy biển, nên những ngư dân thậm chí mạo hiểm cả mạng sống để bắt được những con hải sâm này. Hơn nữa, nhu cầu về hải sâm càng ngày càng được mở rộng từ châu Á, châu Âu sang châu Mỹ. Tất nhiên, nhu cầu này sẽ khiến hải sâm càng ngày càng khan hiếm hơn và thợ lặn phải lặn sâu hơn mới có thể tìm thấy loài nhân sâm này. Những con hải sâm càng kỳ lạ, càng nhiều gai, càng hiếm thấy thì giá trị của chúng càng cao. Có những loại hải sâm có giá lên tới 3.500 đô la trên một cân, tức khoảng 81 triệu đồng một cân. Và loài hải sâm đắt nhất thế giới chính là hải sâm Nhật Bản. Đây là loài nguy cấp vì bị săn lùng quá mức. Giá trị của hải sâm được quyết định bởi một hợp chất hóa học ở trong da của chúng mà người châu Á sử dụng để chữa bệnh về viêm xương khớp hay là bệnh gút nhiều thập kỷ nay. Và hiện nay các nhà nghiên cứu châu Âu còn sử dụng hải sâm để điều trị ung thư hay là bị máu đông. Chính vì thế mà giá trị của hải sâm càng ngày càng tăng lên. Hố xanh khổng lồ giữa lòng đại dương. Bạn thân mến, đại dương luôn là ngôi nhà của nhiều bí ẩn khó có thể giải đáp hết được. Trong đó thì phải kể đến hố sụt nằm giữa vùng biển Caribe mang tên là The Great Blue Hole, tức là hố xanh khổng lồ. Nó trải dài gần 70 km nằm ngoài khơi của Belize. Trong một chuyến phiêu lưu xuống đáy đại dương ngoài khơi vùng biển Caribe, cách trung tâm thủ đô Belize khoảng 100 km, một thợ lặn người Pháp lừng danh Jacques Cousteau đã khám phá ra cái hố xanh này, và khi được khai phá nó khiến cho cả thế giới phải trầm trồ bởi vì trông nó như một cánh cổng đi đến một thế giới khác vậy. Và theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hố xanh khổng lồ này được hình thành từ kỷ băng hà. Trải qua rất nhiều thời gian, mực nước dâng cao hơn, hố bị ngập sâu hơn, dần dần hình thành nên một hệ thống hang động sâu và bí ẩn trong lòng đại dương. Không những thế, hố xanh khổng lồ còn mang một vẻ đẹp kỳ bí và thú vị. Bên trong đó là vô số các loại cá nhiệt đới và sinh vật biển đa dạng, các loài động thực vật đầy màu sắc, những nhũ đá cổ xưa. Bạn cũng có thể bắt gặp những con cá thường sống ở khu vực này, bao gồm cả cá mập đầu búa và cá mập bò. Và kể từ khi được phát hiện, hố xanh khổng lồ này trở thành một điểm đến đáng mơ ước của nhiều người, là một nơi lặn biển lý tưởng của các thợ lặn. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một địa điểm lặn biển dễ dàng và không được khuyến khích cho những vị khách có ít kinh nghiệm. Bí ẩn thành phố nghìn năm tuổi dưới lòng hồ ở Trung Quốc. Trong lần thăm dò đáy hồ Thiên Đảo lần đầu tiên vào năm 2001, các chuyên gia tại Trung Quốc đã phát hiện ra một số công trình kiến trúc với 265 vòm bao gồm cổng ra vào và các công trình cầu cống. Sau rất nhiều lần thăm dò đó, họ phát hiện ra rằng đây chính là một thành phố cổ bị nhấn chìm nằm dưới đáy hồ Thiên Đảo, có tên là Sư Thành hay là thành phố Sư Tử, được xây dựng tại chân núi Ngũ Sư trong giai đoạn Đông Hán. Sư Thành thì có 5 cổng, mỗi cổng thành có một tòa tháp lớn với diện tích tương đương với 62 sân bóng đá. Trước khi bị nhấn chìm dưới nước, Sư Thành có 6 con đường chính xây bằng đá, được sử dụng để kết nối mọi ngõ ngách trong thành phố. Trước khi bị ngập nước, 290.000 người đã được di rời khỏi nơi mà tổ tiên họ đã sinh sống suốt 1.300 năm, nhưng ít ai ngờ rằng nằm sâu bên dưới Thiên Đảo Hồ ngày nay từng là một trung tâm chính trị và kinh tế của khu vực. Qua những tấm ảnh mà đội thợ lặn đã chụp được, giới chuyên gia nhận thấy rằng Sư Thành có kiến trúc chạm khắc tinh xảo với nhiều tác phẩm điêu khắc hình sư tử, phượng hoàng hay là các hán tự cổ trên bức tường. Và đáng kinh ngạc hơn, dù nhiều công trình bằng gỗ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Các thợ lặn cho biết rằng họ tìm thấy cả những dầm gỗ được chạm khắc công phu và tinh xảo, dù ngâm trong nước hơn nửa thế kỷ nhưng không hư hại nhiều. Các chuyên gia cho rằng môi trường nước xung quanh đã bảo vệ thành phố nên kiến trúc nơi đây không hề bị bào mòn. Được biết, lý do thành phố Sư Tử đã bị nhấn chìm xuống nước là khi Trung Quốc thực hiện dự án xây dựng đập Tân An vào năm 1959. Ngày nay thì thành phố Sư Tử trở thành điểm đến nổi tiếng thu hút du khách và nhiều nhà khảo cổ học lẫn các đoàn làm phim tới ghi hình về những dấu tích cổ xưa. Phát hiện hai ngọn tháp bí ẩn dưới lòng đại dương. Thông qua Google Earth, người ta đã phát hiện ra một công trình tháp bí ẩn cao vút, cao đột ngột giữa lòng đại dương. Tuy nhiên, nguồn gốc và mục đích của chúng vẫn đang là vấn đề quan tâm của giới nghiên cứu. Những ngọn tháp đó là gì? Nếu là sản phẩm của tự nhiên, thì tại sao chúng lại vút cao đột ngột so với mặt bằng chung như vậy? Và đã có rất nhiều cách lý giải cho những kiến trúc bí ẩn này. Theo các nhà lý luận phi hành gia cổ đại, trái đất là rỗng. Các bằng chứng khoa học cũng ủng hộ thuyết này và cho rằng trái đất không hề đặc từ bề mặt trở xuống mà tồn tại những kẽ hở giữa các lớp khác nhau, nên rất có thể nó là một lối vào trái đất. Theo đó, một số người cho rằng có một số lối vào khắp nơi trên thế giới giúp bạn tiến nhập vào lòng đất. Một số lập luận còn cho rằng có tồn tại mối liên hệ thiết yếu giữa hiện tượng UFO và xoáy trọng lực trên trái đất. Theo đó thì tất cả mọi thứ trên hành tinh được kết nối thông qua một mạng lưới năng lượng toàn cầu. Các giả thuyết về những công trình dưới nước và UFO rất nổi cộm trong những năm gần đây. Có vô số báo cáo về UFO đi vào đại dương rồi mất tăm. Theo đó thì những người tin theo thuyết phi hành gia cổ đại cho rằng các công trình dưới nước cũng có một mối liên hệ nhất định với những công trình trên mặt đất và chúng ta chỉ mới thám hiểm gần 5% đại dương, vốn bao phủ đến 70% bề mặt hành tinh. Vô số bí ẩn vẫn bị che khuất dưới đại dương và việc khám phá ra những ngọn tháp huyền bí đó chỉ là một phần nhỏ của những bí mật dưới đáy biển.
âm thanh bí ẩn dưới lòng đại dương, quái vật hay người ngoài hành tinh? Một trong những bí ẩn đại dương làm điên đảo các nhà khoa học trong suốt nhiều thập kỷ qua, đó chính là âm thanh đáng sợ xuất hiện cách đây gần 20 năm, gọi là The Bloop. Nó phát ra từ độ sâu khoảng 4,3 km cách Chile 1.750 km về phía Tây. Điều kỳ lạ là The Bloop có tần số thấp nhưng biên độ lại cao nhất trong số các âm thanh được biết đến. Thậm chí thứ âm thanh quái vật này có thể di chuyển đi với khoảng cách là tận 5.000 km. Ban đầu người ta cho rằng The Bloop do cá voi, cá heo tạo ra. Tuy nhiên, âm thanh của cá voi xanh chỉ có thể truyền đi bằng 1/3 khoảng cách mà The Bloop có thể truyền đi. Vậy phải chăng đó là âm thanh của một con quái vật nào đấy? Phát hiện bất ngờ dưới đáy biển sâu. Vào năm 2015, một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Rhode Island đã tìm đến vùng biển phía nam đảo Vanuatu thuộc quần đảo Solomon để nghiên cứu về đời sống sinh vật xung quanh Cavite, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất dưới đáy biển khu vực phía tây nam Thái Bình Dương. Để làm được điều này thì nhóm chuyên gia đã thả một robot ghi hình xuống đó. Họ không kỳ vọng quá nhiều bởi vì các vùng nước xung quanh một ngọn núi lửa còn đang hoạt động không hề êm ả, rất là nóng bỏng lại chứa nhiều axit. Thế nhưng cái thứ họ tìm thấy lại là điều không ai có thể ngờ được, đó là những con cá mập. Và không hiểu sao chúng có thể sống ở những vùng nước nóng đến như vậy mà vẫn rất chi là tung tăng. Và được biết, ở khu vực núi lửa Cavite là nơi cực kỳ nguy hiểm, nó vẫn đang hoạt động mạnh. Không ai biết chắc chắn về khả năng Cavite có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ở thời điểm nhóm chuyên gia khám phá Cavite, nó có những bọt khí CO2 và metan đang nổi lên trong các ống thủy nhiệt. Có thể nói ở thời điểm ấy, vùng nước đang rất nguy hiểm. Vậy là lũ cá mập có thể chịu được, giới chuyên gia đặt ra nhiều câu hỏi. Nó khiến chúng ta phải đặt câu hỏi rằng chúng có thể chịu đựng được môi trường kinh khủng đến mức nào nữa, mức độ chịu đựng của chúng đến đâu và phải chăng đây là những loài duy nhất trên trái đất có khả năng này. Và có thể nói rằng đại dương vẫn đang ẩn giấu rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa hề biết đến, nơi đây còn có vô số các loài sinh vật biển kỳ lạ với kích cỡ không thể ngờ tới luôn. Có thể kể đến con cá mặt trăng khổng lồ dạt vào bãi biển Oregon của Mỹ vào tháng 7 năm 2021, khiến cho du khách tại đây được một phen bất ngờ. Con cá mang đầy màu sắc nặng tới 45 cân, dài 1 mét với màu đỏ cam, cùng vảy bạc và mắt màu vàng. Sau đó nó đã được các nhà khoa học đem đóng băng để phục vụ nghiên cứu. Việc loài cá mặt trăng dạt vào bờ biển ở khu vực gần Bắc Cực này, thật sự thì đây là một chuyện lạ, vì nơi sinh sống của chúng là ở khu vực gần vùng biển ấm áp gần đảo Hawaii của Mỹ. Các nhà khoa học cho rằng, việc cá mặt trăng di chuyển lên phía gần cực Bắc một phần là do sự nóng lên của trái đất khiến nhiệt độ nước biển tăng và làm loài này di chuyển tới nơi có nước mát hơn. Một trường hợp khác là một con cá mập basking dài 8 mét đã dạt vào bờ biển Berman, Maine của Mỹ vào tháng 1 năm 2021, khiến ngư dân địa phương kinh ngạc với thân hình to lớn như một chiếc xe bán tải của nó. Được biết thì loài này vốn sống ở các vùng nước ấm và là loài cá lớn thứ hai ở đại dương, mặc dù có kích thước khủng khiếp như cá mập basking lại là một loại sinh vật biển vô hại đối với con người.